Thành phố biển Nha Trang là thủ phủ của tỉnh Khánh Hòa, hiện là một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch quan trọng của miền duyên hải Nam Trung Bộ. Thành phố nằm bên bờ vịnh Nha Trang và khu trung tâm chính là phía bờ biển. Đường Trần Phú dài 7 km dọc theo bờ biển là con đường lớn nhất, đẹp nhất, cũng là nơi tập trung những công trình kiến trúc quan trọng của thành phố và hiện được phát triển xây dựng thêm nhiều công trình phục vụ du lịch. Bờ biển Nha Trang với bãi cát trắng trải dài, uốn cong tạo nên một dáng vóc thành phố ôm lấy biển xanh. Không chỉ đẹp về mặt cảnh sắc tự nhiên, biển Nha Trang còn hấp dẫn du khách bởi khí hậu nơi đây ấm áp quanh năm, tràn ngập ánh nắng. Đến đây, du khách có thể tự do khám phá văn hóa của đảo Yến xứ Trầm qua nhiều danh thắng nổi tiếng như chùa Long Sơn, tượng Phật Trắng, chợ Đầm, chợ Xóm Mới, tranh theo XQ, công viên giải trí Vinpearl, thác Giang Bay. Nha Trang cũng đã xây dựng và phát triển khá đa dạng các loại hình du lịch, nghỉ dưỡng, leo núi, su khảo, bơi lội, đua thuyền. Nhất là du lịch sinh thái biển đảo kết hợp nghỉ dưỡng đã tạo sức hút mạnh mẽ đối với du khách trong và ngoài nước, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và vật chất, thỏa mãn được thị hiếu thẩm mỹ của công chúng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nắm bắt được xu hướng phát triển, công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch trọng điểm Cam Ranh, công ty cổ phần khách sạn Bến Du Thuyền và công ty trách nhiệm hữu hạn Anna Marina Nha Trang đã hình thành ý tưởng và xây dựng chuỗi các dự án mang tính nghỉ dưỡng cao cấp, sang trọng và độc đáo, lần đầu có mặt tại Việt Nam như dự án trung tâm Bến Du Thuyền Hoàng gia Anna Marina và khu biệt thự cho thuê của Bến Du Thuyền Royal Marina nằm ở phía bắc thành phố Nha Trang. Dự án Villas and Condotel Riviera nằm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Đây chắc chắn là những sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, sang trọng và hứa hẹn mang đến cho quý khách hàng sự lựa chọn đúng đắn, giúp nâng tầm cuộc sống. Với mong muốn sản phẩm du lịch thuyền buồm phát triển mạnh mẽ như các nước phương Tây, đồng thời xây dựng được các bến đầu du thuyền nổi tiếng kết hợp nghỉ dưỡng cao cấp và hiện đại như Port Gösek, Pendik Marina Istanbul, Destin Marina Marmaris, Thổ Nhĩ Kỳ, dự án công viên bến du thuyền quốc tế do công ty trách nhiệm hữu hạn Anna Marina Nha Trang đầu tư tại phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã được chính thức khởi công xây dựng từ tháng 7 năm 2014. Nơi đây sẽ là khu công viên bến du thuyền kết hợp du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng biển với sức chứa lên đến 2.000 người. Dự án công viên bến du thuyền quốc tế có tổng diện tích 89,3 ha, hội tụ tất cả những lợi thế về mặt tự nhiên của thành phố Nha Trang. Vị trí tương đối biệt lập, nằm ở phía bắc thành phố, cách trung tâm thành phố khoảng 5 phút đi ô tô. Có bờ biển trải dài, địa hình dốc về phía biển, khí hậu tại đây ôn hòa, ít bão, rất thuận lợi cho việc xây dựng bến du thuyền, phát triển bến du thuyền quốc tế. Khu du lịch nghỉ dưỡng Royal Marina, trung tâm bến du thuyền Hoàng gia, do công ty cổ phần khách sạn Bến Du Thuyền làm chủ đầu tư, gồm tòa nhà A, B được xây dựng theo kiểu tòa nhà hợp khối, kiến trúc hiện đại, ấn tượng, tại khu đô thị mới Vĩnh Hòa, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Kiểu kiến trúc với quy mô 34 tầng nổi, công trình được thiết kế theo phong cách kiến trúc hiện đại và các chi tiết kiến trúc phù hợp với điều kiện khí hậu môi trường của thành phố Nha Trang, được kết hợp một cách hài hòa giữa phong cách lãng mạn của kiến trúc Pháp điển hình, khối đế với những đường nét hiện đại sang trọng, phù hợp với công năng và mục đích sử dụng của tòa nhà là khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp. Điểm nhấn của tòa nhà là các lô gia hình vuông làm bằng khung bê tông, sơn trắng. Hệ thống các lô gia độc lập này giúp mặt đứng hướng biển trở nên sinh động, thu hút người quan sát ngay từ xa. Hầu hết các phòng khách sạn được thiết kế có hướng nhìn ra biển với góc nhìn rộng. Ngoài các phòng tiêu chuẩn ra thì còn bố trí các phòng với hồ bơi riêng ngoài trời cũng như không gian xanh ở các tầng 29, 30 và tầng 31. Khi sử dụng căn hộ cao cấp của khu biệt thự Royal Marina, khách hàng còn có cơ hội sử dụng dịch vụ tại khu dịch vụ chung rộng 2,1 ha nằm đối diện và ngăn cách khu Royal Marina bởi tuyến đường Phạm Văn Đồng, gồm nhiều hạng mục đa dạng và tiện ích như nhà đón tiếp, văn phòng đại diện bến du thuyền, câu lạc bộ trẻ em, tòa nhà quản lý, văn phòng cho các câu lạc bộ du thuyền, phân xưởng bến du thuyền, nhà dịch vụ bảo dưỡng du thuyền.
Vậy tại sao phải đầu tư vào Royo mà không phải là các condotel khác? Cụ thể, so với các condotel trên con đường vàng Trần Phú, The Costa, Havana, Mường Thanh, Nha Trang Center, Stella An Viên, thì Royo Marina vượt trội hơn hẳn về nhiều mặt. Tỷ suất lợi nhuận cho thuê cao nhất, 9% một năm, có cam kết. Có tầm nhìn đẹp nhất, nhìn toàn cảnh bao quát vịnh Nha Trang. Có thiết kế đẳng cấp nhất, mọi căn hộ đều thiết kế có balcony hướng ra biển với các mảng cây xanh ngay trên mỗi tầng. Nội thất sang trọng 5 sao, đậm nét đẳng cấp châu Âu. Căn hộ cao cấp View đầu tiên tại Nha Trang được sở hữu vĩnh viễn. Chỉ cần thanh toán đủ khoảng 375 triệu là nhận ngay lợi nhuận 9% một năm trên tổng giá trị căn hộ. Gần bến du thuyền quốc tế đẳng cấp đầu tiên ở Việt Nam. Chủ nhân căn hộ được làm thành viên VIP của câu lạc bộ du thuyền Vịnh Nha Trang, được sở hữu một khu vực đậu du thuyền hay cano cho riêng mình. Chủ nhân căn hộ được nghỉ dưỡng miễn phí 30 ngày trong năm tại các resort và khách sạn cao cấp trong toàn hệ thống của chủ đầu tư. Giá sau khi hoàn thiện nội thất dự kiến nằm ở mức 2.000 đến 2.500 đô la Mỹ. Không có căn hộ cao cấp nào trên đường Trần Phú sở hữu nhiều ưu điểm tuyệt vời như Royo Marina. Cách Nha Trang một quãng đường ngắn và chỉ mất 20 phút đi xe từ sân bay quốc tế Cam Ranh. Khu nghỉ mát biệt lập Villas and Condotel Riviera được bao quanh bởi các dãy núi với hệ thực vật phong phú và đồi cát rộng lớn. Nơi đây là thiên đường lý tưởng cho những vị khách yêu thích kỳ nghỉ yên tĩnh trên bãi biển nhưng không xa thành phố năng động. Biệt thự Ocean View Pool Villa rất sang trọng với lối kiến trúc vương giả và diện tích rộng rãi lên tới 95m2. Sẽ là tổ ấm ngọt ngào cho các đôi trong tuần trăng mật hoặc gia đình. Căn biệt thự tiện nghi bao gồm nhiều phòng nghỉ bên trong và giường nệm cỡ lớn êm ái như nhung. Là nơi yêu thích cho các đôi uyên ương hưởng tuần trăng mật, Beachfront Pool Villa không chỉ có hồ bơi riêng mà còn có lối đi thuận tiện hướng thẳng xuống bãi biển cát trắng. Phòng tắm có cửa kính nhìn ra ngoài hoặc nghỉ ngơi trong căn phòng thoáng mát và hiện đại, cùng các tiện nghi như sàn đá cẩm thạch, gian phòng khách âm sàn với đầy đủ ghế sofa, ghế bành và các trang thiết bị khác. Đến với Villas and Condotel Riviera, bên cạnh việc sở hữu những căn biệt thự sang trọng có view biển tuyệt đẹp và đầy đủ tiện nghi, quý khách còn có thể hòa mình vào những hoạt động thú vị khác như lướt sóng trên những chiếc thuyền buồm, bơi lội hay lặn có ống thở dọc bãi dài. Cửa hàng mua sắm Saga Du Mekong trong khuôn viên Cam Ranh Riviera Beach Resort and Spa. Các em nhỏ sẽ luôn cảm thấy thoải mái khi nô đùa tại khu vui chơi thiếu nhi trong nhà nằm cạnh bên nhà hàng Roson. Sân chơi tennis nằm cạnh lối đi trên cột cá trắng, trang bị đầy đủ những tiện nghi từ vợt đến bóng tennis cho cuộc chơi của quý khách. Dự án Villas and Condotel Riviera, căn hộ biệt thự cao cấp Royo Marina và công viên bến du thuyền quốc tế Anna Marina được đầu tư xây dựng nhằm thỏa mãn các nhu cầu nghỉ dưỡng, giải trí, di chuyển bằng du thuyền của du khách trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy nhu cầu sử dụng dịch vụ cao cấp của nhiều khách hàng, quảng bá hình ảnh, văn hóa của địa phương. Lựa chọn một trong những dự án này sẽ là một quyết định sáng suốt vì những giá trị đích thực và chuỗi giá trị gia tăng mà khách hàng sẽ nhận được trong tương lai.